Má nó về quê bữa giờ rửa xe ngày cái 2 ba chiếc rau sống đi trời, kiểu này chắc chết quá. Nhớ thời còn thành phố đó, đi làm ngày gần 500 ngàn, ăn uống vi vu, anh đổ bệnh cái nản về quê luôn. Giờ rửa xe ngày có mấy chiếc xe sao mà sống đi trời, kiểu này không biết làm sao nữa. Tính chạy xe ôm này không biết rồi có khách không nữa. Tính chăn nuôi dòng chọt rồi cũng đâu có đất đai đâu làm. Kiểu này chắc chết sớm. Chết đói. Thật đời thật là buồn thì chứ. Giờ không, tôi cứ ăn xài luôn à. Ngồi nằm võng mà ăn xài luôn à, cả nhà ơi. Giờ đang suy nghĩ điên cái đầu luôn, không biết làm cái gì hết. Bung cái này ra thì có người ta làm rồi, giờ mình kiếm gì mấy mới à. Mấy má ơi đừng rủ ăn nhậu nha, tôi tu rồi. Giờ kiếm cái công việc gì mà mới toan á, người ta chưa có làm á, mình nó ra, chứ người ta làm rồi ra ăn mày luôn.